Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế xã hội, chương trình giảm nghèo đã được triển khai thực hiện tích cực. Các chính sách, dự án giảm nghèo tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo vươn lên thoát nghèo. Công tác xóa đói giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn cộng đồng. Chương trình đối thoại với cử tri hôm nay, chúng tôi sẽ trao đổi với ông Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, về một số nội dung mà cử tri quan tâm liên quan đến công tác giảm nghèo và thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trước hết xin được trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa ông, chúng tôi được biết là giai đoạn 2006-2010 thì tỷ lệ hộ nghèo đã giảm được hơn 15%, giảm bình quân trên 3% một năm, và giai đoạn 2011-2012 thì đã giảm được gần 7,3%, bình quân mỗi năm thì giảm trên 3,6%. Vậy năm 2013 này thì kết quả đó như thế nào, thưa ông? Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các ngành, các cấp, các đoàn thể, thì kết thúc năm 2013 thì chúng ta đã giảm được 3,1% hộ nghèo, đưa cái tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2012 theo cái tiêu chí mới là 15,61% xuống 12,5% cuối năm 2013. Vậy để đạt được cái kết quả đó thì tỉnh và các ban ngành đã có những cái giải pháp như thế nào? Mặc dù thì kinh tế còn khó khăn, thu ngân sách trên địa bàn đang còn phụ thuộc vào cân đối của ngân sách trung ương, nhưng mà trong những năm qua chúng ta cũng đã ban hành những cái chính sách của tỉnh để hướng tới cái mục tiêu giảm nghèo. Ví dụ như ban hành cái quyết định số 59 về hỗ trợ giảm nghèo cho 42 xã có cái tỷ lệ hộ nghèo trên 30%, không ngừng vận động các cái doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm và mọi người quan tâm hỗ trợ nguồn lực bằng vật chất, bằng tinh thần để cho công tác giảm nghèo. Đặc biệt là trong thời gian vừa rồi thì Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành cái quyết định số 1310 ngày 20 tháng 4 năm 2012, vận động giao nhiệm vụ cho 86 cơ quan đơn vị giúp đỡ 88 xã nghèo của khu vực miền Tây của tỉnh Nghệ An. Và một cái nội dung nữa chúng ta không thể không nhắc đến là ghi nhận cái sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các hộ nghèo trong thời gian vừa rồi. Trong các cái chương trình dự án xóa đói giảm nghèo thì cái chương trình hỗ trợ nhà ở theo cái quyết định 167 ấy, thì của chính phủ thì có ý nghĩa và mang lại cái hiệu quả cao nhất, và nhiều cử tri mong muốn là chương trình sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện với cái mức cho vay cao hơn. Vậy ông nghĩ cái vấn đề này có khả thi không? Tỉnh ta cái số hộ nghèo mà còn có nhu cầu được hỗ trợ để làm nhà ở và sửa nhà làm nhà ở thì cũng còn khoảng trên 30.000 hộ nghèo. Trước cái tình hình đó thì trong cái thời gian qua là Ủy ban nhân tỉnh cũng đã đề xuất với đoàn đại biểu Quốc hội, rồi Bộ Xây dựng và các cái bộ ngành trung ương kiến nghị với chính phủ cần có những cái giải pháp, có cái chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo của cái giai đoạn 3. Và tôi cũng mong muốn rằng cái chương trình này sớm được chính phủ thông qua, và cũng đề nghị cái mức hỗ trợ cho hộ nghèo của cái chương trình cái giai đoạn này nên ở mức cao hơn cho nó phù hợp với điều kiện thực tế. Mặc dù là cái tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, thế nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng là cái mô hình xóa đói giảm nghèo vẫn chưa nhiều, mô hình thì quy mô còn nhỏ, hiệu quả thấp và cũng thiếu bền vững. Ông thấy như thế nào? Có thể nói là cả cái mô hình giảm nghèo của chúng ta hiện nay thì số lượng cũng chưa phải là nhiều. Cái thứ hai là quy mô của các mô hình vẫn còn nhỏ và manh mún. Các cái mô hình còn nhỏ và manh mún thì nguyên nhân thì có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng mà có một nguyên nhân là Nghệ An cái địa bàn rộng, rồi địa hình thì chia cắt, thời tiết thì diễn biến phức tạp, mưa thiên tai lũ lụt thường xuyên, rồi là cái chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp thì cũng tăng nhanh theo cái diễn biến của cái giá thị trường. Trong lúc đó giá đầu ra thì để không ổn định, cho nên là cũng gây khó khăn trong việc xây dựng các cái mô hình để vừa đảm bảo cái hiệu quả trước mắt nhưng đảm bảo cái tính vững bền của lâu dài. Về việc cấp phát gạo cho người nghèo cũng được rất là nhiều cử tri quan tâm, và một số cử tri thì cho rằng là chính sách này thì không phù hợp cho lắm, và liệu có thể hỗ trợ bằng tiền hay là một hình thức nào khác được không, thưa ông? Không chỉ hỗ trợ lương thực mà những cái vấn đề liên quan đến cái hỗ trợ trực tiếp thì nên chúng ta một mặt là chúng ta phải làm xác định cho nó đúng đối tượng, cái thứ hai là cũng phải có cái lộ trình
có cái lộ trình để hỗ trợ trực tiếp, mà theo tôi cũng nên cái xu hướng là về lâu dài nên xu hướng là hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng rồi các cái dịch vụ thiết yếu trên địa bàn và nơi người nghèo sinh sống, hạn chế dần cái việc hỗ trợ trực tiếp, ví dụ như hỗ trợ gạo. Và một cái vấn đề nữa là cũng cần có những cái cơ chế khuyến khích đối với những cái hộ thoát nghèo. So với cả nước thì cái tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ta hiện vẫn còn cao và kết quả giảm nghèo thì vẫn chưa được bền vững cho lắm và nguy cơ tái nghèo thì vẫn còn cao, nhất là ở các cái vùng dân tộc và vùng miền núi. Vậy tỉnh thì có cái kế hoạch, cái giải pháp nào để đạt được cái mục tiêu mà nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 17 đã đề ra không? Trong thời gian tới để thực hiện cái việc giảm nghèo một cách bền vững thì cần phải thực hiện các cái vấn đề như sau. Trước hết là chúng ta phải làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho các cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân hiểu được cái chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, và cũng là để cho các hộ nghèo thấy được để có những cái nỗ lực phấn đấu vươn lên để cùng với cái sự tác động của Nhà nước, giúp đỡ của Nhà nước để bản thân họ có cái điều kiện để thoát nghèo. Cái thứ hai là chúng ta phải triển khai nhanh, kịp thời, có hiệu quả các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch, theo cái mục tiêu nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 17, và mới đây nhất là nghị quyết 26 ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế Nghệ An, phát triển Nghệ An đến năm 2020. Chúng ta cũng tiếp tục phải vận động, động viên doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm và các cái doanh nghiệp mà được giao nhiệm vụ giúp đỡ các cái xã nghèo, các cái đơn vị nghèo có những cái nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hướng tới cái giúp đỡ người nghèo bằng tình cảm, bằng cái trách nhiệm của mình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định và đang chỉ đạo các ngành vào cuộc quyết liệt để phấn đấu đưa cái tỷ lệ hộ nghèo 10% chúng ta về đích trước một năm. Tức là ngay trong năm 2014 này phải đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 12,5% xuống 10% và đến năm 2015 chỉ còn 7,5%. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Chuyên mục đối thoại với cử tri hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục đối thoại với cử tri được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mọi thắc mắc của cử tri xin gửi về địa chỉ đối thoại với cử tri ntv@gmail.com.